Các bác đang tìm kiếm cho mình một cái mẫu loa array nhưng mà giá thành nó lại hợp lý mà chất âm đem lại thì nó lại phải là tuyệt vời, thì các bác không nên bỏ qua clip này các bác nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu và cũng như là review lại cho bác ba cái mẫu loa array bên em tự ráp. Mẫu loa đầu tiên là cái mẫu loa cao cấp nhất bên em, và tất cả driver này là em bê nguyên từ cái con loa D-Ray 112 cộng đến từ thương hiệu DB Acoustic các bác nhá. Cấu hình loa này là sử dụng gồm có là một bát neo và hai tép neo côn 44, và tất cả là đến từ nhà hãng Felix. Và hiện tại ở trên thị trường này có rất là nhiều những mẫu loa, mẫu bát hình thức thì giống y hệt như này, nhưng mà em đảm bảo cho các bác thì cái chất âm thì nó không hề giống nhau đâu các bác nhá. Tiền nào thì vải đó thôi. Và cái mẫu loa này bên em đang chào bán với cái mức giá là 14 triệu đồng, nhưng trong dịp ngày lễ ngày hôm nay thì các bác chỉ cần bỏ ra với cái số tiền là 12 triệu 500 nghìn đồng là các bác có thể là bê ngay em nó về các bác nhá. Và cái mẫu loa tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác là nó giống y hệt 100% so với cái mẫu loa đầu tiên em nói cho các bác, nhưng nó chỉ khác nhau nó là sử dụng là nó là tép thường thôi. Nó chỉ sử dụng là hai tép thường, nên cái giá thành của nó sẽ rẻ đi được 1 triệu đồng. Và cái mẫu loa này bên em đang cái chào bán là 13 triệu đồng, nhưng mà nhân dịp ngày hôm nay các bác chỉ cần bỏ ra với cái số tiền là 11 triệu 500 nghìn đồng là các bác có thể là bê ngay em nó về. Và cái mẫu loa cuối cùng ở đây là mẫu loa mà bên em sử dụng, nó là bát neo Silly, và cái tép của nó là tép cực kỳ to, tép 850, tép neo bi các bác nhá. Và cái mẫu loa này bên em đang chào bán với cái mức giá là 12 triệu đồng, nhưng mà trong clip ngày hôm nay các bác chỉ cần bỏ ra với cái số tiền là 10 triệu 500 nghìn đồng nhưng mà các bác chỉ cần bỏ ra là 10 triệu 500 nghìn đồng thôi là các bác có thể là sở hữu ngay em nó. Và cái số lượng hiện tại ở đây là cái số lượng có hạn, nên là các bác nào muốn có cái nhu cầu sắm cho mình những cái dòng loa array thì các bác hãy nhanh tay liên hệ cho bên em nhờ, bởi vì là số lượng có hạn thôi nên là có thể là kết thúc bất cứ lúc nào. Và bây giờ không để cho các bác chờ lâu nữa, em sẽ test ngay chất âm của ba cái dòng loa array bên em tự ráp các bác nhờ. Và hiện tại là em đang sử dụng cái con cốt số ở đây, nhưng các cái equai tất cả mọi thứ này em đều để phẳng và để mặc định, và tiện thể là em sẽ đo RTA cho các bác xem cái đáp tuyến của ba dòng loa này các bác nhờ, để cho các bác tham khảo. Thương làng quê
ru bên thềm đá cũ. Xong thì các bác đã được nghe thử cái chất âm của ba cái dòng mẫu loa ARBM tự ráp. Các bác có thể thấy cái chất âm của nó thế nào, các bác có thể cho em xin một vài cái bình luận ở phía dưới các bác nhá. Và ngoài ra thì nhân dịp ngày hôm nay thì BM sẽ hỗ trợ cho các bác là giảm giá toàn bộ tất cả các cái thiết bị từ 5-10%. Bác nào muốn biết các cái thông tin chi tiết có thể là alo ngay cho BM theo số điện thoại hotline em đang để ở trên màn hình. Và ngoài ra bên em sẽ trợ giá cho các bác này, và bên em sẽ hỗ trợ nâng cấp đổi các cho các bác từ những cái sản phẩm thấp lên những sản phẩm cao. Thì các bác có nhu cầu hãy mong qua cho BM nhá, thì BM sẽ hỗ trợ đổi các cho các bác. Ok, em chào các bác, hẹn lại các bác trong những clip tiếp theo.